Khung hình dương mịch đọ sắc Victoria F, X10 năm trước, đứng sau nhưng giật chọn Spotlight, ai ngờ giờ đây vi rùa khác hẳn. Theo trí thức trẻ, hình ảnh hot nhất Weibo ngày 10 tháng 1 chính là khung hình đọ sắc cực kỳ ấn tượng của dương mịch và Victoria F, X. Điều đáng nói, khoảnh khắc này đã có tuổi đời 10 năm, thời điểm đó cả hai người đẹp cũng tham dự chung trong một sự kiện trao giải. Xuất hiện với hình ảnh trẻ trung cùng tóc mái bằng, Victoria khoe vi rùa ngọt ngào đúng chuẩn idol xứ Hàn. Thời điểm đó, nữ ca sĩ vẫn đang hoạt động trong nhóm nhạc F, X. Tuy nhiên, Dương Mịch mới là nhân vật chiếm trọn spotlight nhờ gương mặt khả ái, sắc sảo cùng góc nghiêng ấn tượng. Trùng hợp thay, vào ngày 9 tháng 1, tuần lễ thanh niên Hoa ngữ đã được diễn ra tại thành phố Vũ Hán, quy tụ dàn sao hot của làng giải trí xứ Trung. Màn đọ sắc của các mỹ nhân nhận được sự quan tâm và chú ý. Tuy nhiên, khoảnh khắc hot nhất sau khi sự kiện kết thúc chính là hình ảnh nàng Bạch Thiền đứng chung khung hình cùng Victoria. 10 năm trước đã chiếm trọn spotlight, tới giờ, Dương Mịch tiếp tục thu hút sự chú ý của netizen nhờ nhan sắc đằm thắm, vi rùa sang trọng. Trong khi đó, Victoria cũng có sự thay đổi hình tượng đáng chú ý với tạo hình trưởng thành và không kém phần quyến rũ. Có thể nói, màn đọ sắc của hai người bất phân thắng bại. Bạn nghĩ sao về nhan sắc của hai mỹ nhân này? Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!